Hiệp 1 của trận đấu giữa Thiết Xuân và cao thủ Sinh Quân Sơn đã được bắt đầu. Ở trong mùa giải năm nay thì cao thủ Sinh Quân Sơn cũng đã có thêm những sự bổ sung khá nguy hiểm. Chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số cho Thiết Xuân. Và chủ động rất tốt đến từ số 12 tiền đạo Vít Lượng. Bắt bóng khá nguy hiểm, xuống xa, cơ bao. Và phải sát tuyệt vời của Quang Trung. Đó là tuống ra chân rất nhanh của số 10 bên phía Sinh Quân Sơn. Trần Thế Vượng là người đã tung ra cú đá vừa rồi. Vẫn chưa thể đánh bại được Quang Trung. Mùa giải lần thứ 23 vừa qua thì Tuyết Sơn là một đội bóng cũng đã trải qua rất nhiều những khó khăn ở vòng loại. Rất nguy hiểm. Cầu vào! Rất có tiền với pha bỏ lỡ vừa rồi của Vĩ Lượng. Và chúng ta vừa thấy sự tiếc nuối của số 12 này là lớn như thế nào. Đồng đội đã khi mà đối phương vẫn đang theo người sát sao. Ngày hôm nay Xuân Trung đang phải đối mặt với Hoàng Quân, một cầu thủ rất dày dặn kinh nghiệm. Thái Tuấn cưới. Bây giờ thì bàn thắng mới đến với Vĩ Lượng và tỷ số là 1-0 dành cho Tuyết Sơn. Một đường chuyền quay của Thái Tuấn đã đặt Vĩ Lượng vào một tư thế quá ngon. Và lần này thì Vĩ Lượng đã không bỏ lỡ cơ hội và đáp lại sự tin tưởng với bàn thắng mở tỷ số cho Thụy Sơn rồi. 1-0. Pha bỏ lỡ cách chưa đầy 2 phút thì Vĩ Lượng đã có được cảm giác bóng tốt hơn. Và mang đến niềm vui cho các đồng đội của mình. Nguy hiểm! Cầu vào! Cú đá chất lượng đến từ số 7 của Thụy Sơn. Một lối chơi rất tình quái của Trung Trọng. Vẫn là Trung. Pha chạm bóng đầu tiên của Trung Sóc, đường chuyền. Cới, cơ bao! Khi mà Phương Anh vừa nhắc đến số 26 này thì ngay lập tức anh đã để lại dấu ấn. Đó là một đường chuyền hay đến vị trí của Thành Dũng. Trong cuộc đấu đầu này, một trận đấu đầy rút nợ với Tuyết Sơn. Cơ bao! Cú đá bất ngờ cũng rất cao của trung vệ Xuân Trung. Họ đang đá rất thận trọng và chắc chắn ở phần sân nhà. Trần Hải, Trọng Phúc và xẻ nách rất hay, Trọng Phúc dạy cho Văn Giáo. Cới, không bao. Hai tuống lao vào, hai cầu thủ lao vào là Vĩ Lượng ở cánh trái, vừa rồi là Vĩ Cường. Không có tuống chạm bóng nào cả. Bóng trôi qua hơi nhanh. Đã tạo ra một sân nhà cộng nhưng đã không thể mang đến bất ngờ ở trận đấu giả quân. Trận đấu chào sân của họ đã để thua với tỷ số là 1-4 trước cao thủ HH Tân Phú. Bắt bóng rất nguy hiểm của cao thủ áo xanh. Tỷ số đang lấy bóng rất nhanh 3-2. Trọng Phúc. Trọng Phúc vào! 2-0 dành cho Tuyết Sơn. Đó là một đường chuyền quá hay của Văn Giáo dành cho Trọng Phúc. Và chúng ta đang chứng kiến màn ăn mừng rất ấn tượng của Tuyết Sơn. Vĩ Lượng, Trần Hải, Trọng Phúc, Văn Giáo là những người đã tạo ra một hàng ngang vừa rồi để ăn mừng với bàn thắng thứ hai của mình. Khoảng cách đang được đào sâu hơn và nó an toàn hơn so với kết quả trước đó của Tuyết Sơn. Và nó đặt đối thủ của họ vào một thế trận khó. Vân. Tấn Văn 2-1 dành cho cao thủ Thứ Sơn. Không vào. Cú đá đi chạy cột của số 8 vừa mới vào sân trở lại để thay thế cho Trọng Phúc. Vẫn là Vĩ Lượng. Đối chuyền hay. Chân trái của Việt Cường. Không vào. Một khoảng trống đủ để giúp cho số 22 có thể tạo ra bàn thắng. Cú đá hơi hiền của Việt Cường và không thể vượt qua được Thế Hoàng trước một trung vệ kinh nghiệm. Và thi đấu thông minh, đọc tình huống và bắt bài tốt. Liễu Công Thanh, bóng đã chạm tay Hoàng Quân và đó là quả đá phạt đền dành cho cao thủ Sinh Quân Sơn. Bất ngờ đã xảy ra nhưng bây giờ thì cao thủ Tuyết Sơn lại đứng trước khó khăn. Thế Vượng cần phải lên tiếng. Rất chuẩn xác cú đá vào chính giữa khung thành của Thế Vượng và tỷ số là 2-1. 2-1 dành cho trận đấu này. Bây giờ khoảng cách của trận đấu chỉ còn là một bàn thôi. Mọi thứ đều có thể xảy ra.
bóng đá luôn bàn đầy những bất ngờ. Và chúng ta chờ đợi điều bất ngờ đó trong quãng thời gian còn lại của trận đấu này. Lượt trận tiếp theo của Tuy Sơn, họ sẽ gặp Huy Hoàng Mobile. Đây là một trận đấu được xem là dễ dàng cho Tuy Sơn. Nguy hiểm. Thêm một lần nữa thì Thế Hoàng đã chơi tốt. Lượt trận thứ hai của Tuy Sơn, họ sẽ gặp Huy Hoàng Mobile. Đội bóng đá để thua 0-6 trước Pisa. Văn Giáo. Vẫn là Văn Giáo. Quang ơi! Quang nguy hiểm và tỷ số là 3-1 dài cho cao thủ Tuy Sơn. Bây giờ thì khoảng cách đã là 2 bàn rồi. Mọi thứ đang xa vời hơn với điểm số dành cho cao thủ Sikulison. Tiểu ứng lao vào cản phá, thúng lui về phần cản phá của Kim Trung Sóc. Đã vô tình đưa bóng vào khung thành của đội bóng mình. Tiểu ứng là lui về với tốc độ cao. Cũng không thể trách được Trung Sóc ở pha bóng vừa rồi. Văn Giào đã xử lý quá hay để tung ra đường chuyền vào trong. Thế Phượng, Liêu Ngọc Thanh, vào 2-3 dài cho trận đấu này và còi vẫn còn dài cho Sikulison. Bất ngờ đã được tạo ra và hai bàn thắng đến rất nhanh ở trong những phút đã qua. Pha chạm bóng của Thế Phượng, có lẽ như đó là pha chạm bóng của Thế Phượng và anh đã có cú bàn thắng trong trận đấu này mang đến sự hy vọng. Khoảng cách là một bàn. Tỷ số đang là 3-2. Cuộc trận đấu đang mang đến rất nhiều những cảm xúc. Trung Sóc. Trung Sóc không vào. Một pha bóng tốt điểm dành cho cao thủ về phía Tuyết Sơn. Cho một pha bóng mang tính quyết định để có được điểm số trước nhà vô địch. Có lẽ như bóng đã chạm tay của Tấn Nam. Và như vậy trận đấu đã khép lại và Tuyết Sơn đã giành thắng lợi với tỷ số sát nút. Với tỷ số 3-2 trước Cao thủ Sikulison. Một trận đấu hay, một trận đấu mang đến rất nhiều những cảm xúc.